Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu của cô Liên Lê là món bánh pizza kiểu Thái. Diễm chỉ được xem hình và nghe cô miêu tả, nhưng mà Diễm làm thử và Diễm thấy rất là ngon. Bánh làm cũng đơn giản và dễ nữa. Trong video, Diễm cũng chia sẻ cách làm sốt dầu trứng để mình ăn chung với bánh pizza này. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh pizza kiểu Thái với Diễm nha. Mình đi làm vỏ bánh trước, Diễm có 500g bột mì. Ở Việt Nam thì mình xài bột mì số 13. Cái gói bột mì này là Diễm dùng nè, thì hàm lượng protein của gói này là 12g. Mình mua ở trong siêu thị bình thường là có ha. Mình dùng bột mì protein 13g thì nó lại càng ngon hơn nữa. Vậy men nở thì mình cần 10g và là men không cần kích hoạt, tức là mình cho trực tiếp vào trong bột mì luôn. Diễm dùng men hiệu này là men lạc, tức là men dùng cho những công thức mà không cần nhiều đường. Cho men vào trong bột thì mình lấy cái cây phết bột đó, mình phủ men lại. Để tránh cho men tiếp xúc với muối thì làm cho men nó hoạt động chậm hơn. Diễm cho thêm 65g đường, mình nên dùng đường cát nhuyễn cho dễ tan. 6g muối ha, muối cũng là muối nhuyễn. Rồi mình dùng cái phới lòng đó, mình trộn cho tất cả những nguyên liệu khô á đều với nhau. Rồi bây giờ mình đi chuẩn bị phần chất lỏng. Đầu tiên Diễm cân ra đây là 50g kem tươi. Cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. Kem tươi thì Diễm dùng hiệu này. Nếu mà mình không có heavy cream thì mình dùng whipping cream cũng được. Tiếp theo mình có 50g sữa tươi. Cái này là sữa tươi không đường. Về nước thì là nước nhiệt độ phòng nha. Không nóng cũng không lạnh. Và mình cân ra 200g. Vậy là tổng cộng mình có 300g chất lỏng, mình cho liền vào trong bột luôn. Rồi mình lấy cái cây khuấy bột đó, mình trộn cho bột nó hòa đều vào trong chất lỏng. Lúc mà mình trộn á, mình thấy bột nó hơi khô, nhưng mà mình khoan hãy cho nước hay là mình thêm chất lỏng vào nha, để mình nhồi thêm tí xíu. Nếu mà quá khô thì mình mới cho chất lỏng thêm. Hôm nay Diễm sẽ nhồi bằng máy. Thì máy Diễm có 6 số đó, Diễm để số 1, Diễm nhồi. Và mình nhồi ở cái tốc độ thấp này trong khoảng thời gian là 1 phút để cho bột nó kết dính lại với nhau và lúc này nó thấm chất lỏng á, nó không còn khô. Đó, sau 1 phút á, thì mình thấy nó tạo thành khối. Để Diễm cầm thử cho mình xem. Lúc này mình sờ vào mình thấy nó có độ mềm, độ ẩm như vậy ha. Nếu mà mình thấy nó bị khô á, thì mình hãy thêm nước vào. Còn như vậy á, thì Diễm canh công thức Diễm thấy rất là chuẩn rồi. Ở đây Diễm có 100g bơ lạc, tức là bơ không có muối và là bơ động vật. Diễm dùng cái hiệu này, mình mua ở trong siêu thị Na Uy là có ha. Nó có ghi là không có muối nè. Và bơ này mình lấy liền từ trong tủ lạnh ra, mình xài luôn. Mình không cần phải để bơ mềm ở nhiệt độ phòng. Bật máy lên và Diễm cũng để số 1. Mình chia cái bơ này ra làm 4-5 lần để mình cho vào trong cái bột này. Đó, mình cho vào, mình đợi khoảng 10 giây rồi mình cho tiếp. Cho hết cái lượng bơ luôn. Và mình để ở cái tốc độ thấp này nè, mình nhồi cho bơ nó tan đều trong bột. Thời gian thì khoảng từ 2 cho tới 3 phút. Lúc mà bơ nó tan thì mình thấy giống như nó hơi nhão, nhưng khi bơ nó thấm hết vào rồi thì mình thấy bột nó sẽ dẻo và nó giống như là cái thau mà nhồi bột nó rất là sạch luôn. Để Diễm ngưng máy cho mình xem thử. Diễm thấy nhồi bột á, thường bột nó hay chạy lên trên cái cây nhồi. Vì vậy á, khi mà lâu lâu á, mình vuốt bột xuống như vậy để mình nhồi bột nó được đều hơn. Lúc này bơ tan hết rồi thì mình thấy bột rất là dẻo và không có bị dính tay. Thì từ lúc này á, mình bật máy lên, tốc độ thấp luôn ha. Diễm để số 1 và mình nhồi bột trong vòng thêm 20 phút nữa. Cái bánh này á, thì như cô Liên Lê miêu tả đó, nó có cái độ dai và xé được sợi như là bánh mì hoa cúc đó. Vì vậy mình nên nhồi bột lâu tí xíu. Bột sau khi nhồi 20 phút á, mình cầm lên, mình thấy rất là dẻo dai nè và nó kéo được màng luôn. Nó rất là mỏng. Còn nếu mà mình chỉ thích ăn xốp thôi thì mình nhồi bột 10 phút cũng được rồi. Mình nhồi càng lâu thì bột nó sẽ càng dẻo dai và nó mềm, nó xốp khi mà mình nướng chín. Sau khi nhồi xong rồi thì bây giờ cầm cái khối bột lên, đó mình thấy rất là dẻo ha. Và cái thau mà để nhồi nó sạch lắm. Bây giờ Diễm sẽ túm bột lại cho bột tạo thành một cái khối tròn. Rồi mình cho lại vào trong cái thau nhồi này và mình ủ.
Lấy một cái khăn á, Diễm thấm nước nhiệt độ phòng á, mình đậy lên và mình ủ bột trong khoảng thời gian từ 60 cho tới 90 phút cho nó nở gấp đôi. Trong thời gian này mình đi làm sốt dầu trứng, mình chuẩn bị một cái thau có cái thành cao tí nha. Diễm có một cái lòng đỏ trứng gà, cái này thì Diễm cân được 15 gram và lòng đỏ này á, Diễm lấy ngay từ trong tủ lạnh ra luôn. Mình cho vào đây 3 gram muối là muối nhuyễn nha, để mình đánh cho dễ tan. Và bây giờ mình bật máy lên, mình để tốc độ trung bình. Máy Diễm có 5 số thì Diễm để số 3 và mình đánh cái trứng này cho nó tan với muối trong khoảng thời gian ít nhất là 1 phút. Mình thấy á, trứng nó đặc và nó màu nó hơi nhạt như vậy là được. Mình cho vào đây 10 gram đường bột, thì Diễm thấy á, mình nên sử dụng đường bột cho nó dễ tan, đồng thời đường bột cũng giúp cho cái lòng đỏ nó ổn định hơn. Diễm cho thêm 1 phần 2 muỗng cà phê mù tạt thì nó khoảng 6 gram á. Có mù tạt á, giúp cho cái lòng đỏ trứng khi mà mình ăn sống nó không có bị tanh, còn nếu mà mình không có thì mình cũng có thể bỏ qua. Để cho sốt có cái vị chua hấp dẫn hơn, Diễm cho thêm 10 gram nước cốt chanh. Rồi bây giờ mình cũng bật máy lên tốc độ trung bình và mình đánh cho tất cả những nguyên liệu nó hòa đều với nhau. Khi mà mình thấy á, nó chuyển sang cái màu vàng nhạt như vậy nè, là được ha. Diễm lấy cái cây phết bột đó, mình tém cái thành của cái tô lại. Tại vì lúc mà mình đánh nó văng rất nhiều, vì vậy Diễm mới nói là mình nên chuẩn bị một cái tô có cái thành cao tí xíu. Rồi bây giờ mình đi lấy dầu mình cho vào. Đầu tiên á, mình đong ra đây là 100 ml dầu nha. Dầu thì Diễm dùng dầu hoa hướng dương hoặc là mình dùng dầu đậu nành cũng ngon. Mình đừng có dùng dầu ô liu là được, tại vì dầu ô liu sẽ làm cho cái nước sốt nó có cái vị đắng. Bật máy lên tốc độ trung bình và quay theo một chiều, rồi mình cứ cho từ từ 100 ml dầu này vào. Nếu mà mình chưa quen thì mình có thể cho từng muỗng cà phê dầu vào cũng được. Nhưng mà quen rồi thì mình cứ cho từ từ mình đổ liên tục và đánh theo một chiều đều tay thì cái sốt nó sẽ đặc lại. Đó, như vậy. Bây giờ nếu mà mình tiếp tục mình cho dầu thì sốt nó sẽ bị cứng và nó cũng dễ bị tách dầu. Vì vậy Diễm cho thêm vào đây 2 muỗng cà phê nước ở nhiệt độ phòng. Lưu ý là nước nhiệt độ phòng hoặc là nước ấm tí xíu cũng được, không là nước lạnh nha. Tại vì nước lạnh sẽ làm cho cái hỗn hợp trứng này nó bị tách dầu. Mình bật máy lên tốc độ trung bình và mình đánh cho nước nó hòa đều vào trong hỗn hợp trứng. Đó, mình thấy nó đều hết và cái màu nó nhạt hơn. Rồi mình sẽ lấy thêm 100 ml dầu nữa, rồi mình đánh mình cho từ từ vào luôn. Mình cũng để máy ở tốc độ trung bình nha. Đó, cứ cho vào như vậy và đánh theo một chiều đều tay cho hết cái lượng dầu. Hỗn hợp sốt lúc này á, mình thấy nó sẽ đặc hơn, nó cứng, nó chắc nữa. Thì bây giờ Diễm tiếp tục, Diễm cho thêm vào 2 muỗng cà phê nước ở nhiệt độ phòng để mình làm cho cái sốt nó loãng ra trở lại. Rồi mình bật máy tốc độ trung bình nè, mình đánh thêm khoảng chừng 30 cho tới 60 giây cho nước nó hòa đều đó. Rồi mình tiếp tục, mình cho thêm 100 ml dầu vào nữa. Thì là tổng cộng cái công thức này mình sẽ cho là 300 ml dầu nha. Đó, mình để máy tốc độ trung bình nè, mình cứ cho dầu vào từ từ cho tới khi hết dầu là được. Nếu mà mình thích sốt có mùi tỏi á, mình cho tỏi tươi nghiền thật là nhuyễn luôn, cho vào Diễm thấy rất là ngon. Nhưng mà mình không có giữ cái sốt này được lâu. Mình lấy cây phết bột á, mình tém cái thành của cái tô lại. Rồi bây giờ mình lấy thêm 2 muỗng cà phê nước ở nhiệt độ phòng mình cho vào. Như vậy giúp cho cái nước sốt này khi mà mình để lâu nó sẽ không có bị tách dầu hoặc nó loãng. Rồi bật máy lên để tốc độ trung bình, mình đánh thêm từ 30 cho tới 60 giây nữa là mình đã làm xong cái phần sốt dầu trứng này rồi. Sốt sau khi làm xong á, thì mình cứ cho vào trong hũ, mình đậy kín và mình bảo quản trong tủ lạnh. Thì Diễm thấy á, dưới cách làm này á, mình để được khoảng 2 cho tới 3 tuần ha. Và khi ăn á, thì mình chỉ múc cái phần nào mình ăn ra thôi. Mình không có nên khuấy đảo thì sẽ làm cho cái nước sốt này nó bị loãng. Như vậy cất tủ lạnh á, khi ăn á, mình thoa lên bánh mì nóng giòn cũng rất là ngon luôn. Bây giờ mình qua mình làm tiếp phần bánh nha. Bột sau khi Diễm ủ được 90 phút á, thì nó sẽ nở gấp đôi như vậy. Mình thấy nó căng, nó mịn và rất là mềm luôn. Lấy bột ra mặt phẳng ha. Bây giờ mình sẽ
bóp, mình túm bột lại cho những cái bọt khí to trong bột quá nó vỡ ra. Đó, túm ép nó lại như vậy. Rồi mình xe cái bột lại cho nó tròn. Mình xe tròn để mình chia cho nó được đều đó. Đó, xe lại như vậy. Khối bột này Diễm chia ra làm 4 phần bằng nhau thì mỗi phần nó khoảng 240 g. Mình có thể chia bằng mắt thường hoặc là mình cân thì nó đều hơn. Sau khi chia xong thì mình túm bột lại, mình cũng vo cái viên bột lại cho nó tròn. Để tí xíu nữa mình cán đó cho nó đều hơn. Xe bột xong thì mình để cho bột nghỉ 15 phút nha. Mình lấy cái khăn ẩm hồi nãy mình đậy bột quá, mình che lên, mình để bột nghỉ như vậy để mình cán bột quá nó không có bị co giãn á, nó mềm mình cán được dễ dàng hơn. Sau 15 phút á, thì Diễm sẽ lấy cái miếng bột ra. Đầu tiên á, mình đừng có cán liền mà mình dùng cái hai bàn tay của mình á, mình ấn cho bột nó dẹp và giống như mình hơi tạo cho nó thành một cái hình chữ nhật trước. Sau đó mình mới lấy cái cây cán bột nè, mình cán theo chiều ngang. Rồi mình cán theo chiều dọc. Mình cố gắng mình cán làm sao cho nó theo một cái hình chữ nhật á, thì lúc mà mình tạo hình nó đẹp hơn. Cứ cán đều ra ha. Lúc đầu thì nó hơi co giãn nhưng mà mình cán tí xíu thì bột nó sẽ mềm. Kích thước của miếng bột quá thì nó khoảng 24 x 30 cm thì Diễm thấy nó vừa. Mình cố gắng mình cán đúng á thì lúc mà mình nướng bánh mình dễ canh cái thời gian hơn tại vì cái độ dày của bánh á. Sau đó mình xếp lại nha. Bột rất là mềm dẻo và rất là dễ làm. Rồi bây giờ mình lật bột ngược trở lại và mình để cái mí bột này nằm bên dưới. Mình cán hết 4 miếng bột luôn. Sau khi cán xong thì mình để cho bột nó nghỉ khoảng 30 phút. Để cho bột nó nghỉ và nó nở được khoảng 2 phần 3 chứ không phải là nở gấp đôi ha. Trong thời gian này thì Diễm đi chuẩn bị những cái nguyên liệu ăn kèm. Đầu tiên á, thì Diễm có thịt nguội, mình cần 80 gram và mình cắt ra thành từng cái miếng nhỏ như vậy. Tiếp theo Diễm có ớt chuông xanh khoảng 40 gram và mình cũng cắt ra hạt lựu ha. Ớt chuông đỏ mình cũng cần 40 gram và mình cũng cắt hạt lựu luôn. Bắp á, thì mình dùng bắp ngọt và Diễm dùng bắp hộp, mình cần 40 gram hoặc là ít hơn cũng được. Hành lá thì khoảng 20 gram và mình cũng cắt nhỏ. Bánh pizza thì không thể nào thiếu phô mai được. Phô mai á, Diễm cần là 160 gram và mình dùng cái phô mai nào mà khi nướng nó kéo sợi thì nó ngon. Ở Na Uy thì Diễm dùng cái hiệu này, mình mua ở trong siêu thị là có thì nó nguyên một khối á, vì vậy Diễm dùng cái đồ cắt phô mai nè, mình bào ra như vậy thành từng miếng thì Diễm thấy mình cho lên trên cái bánh á, nó được dễ dàng hơn là cái loại mà mình bào nhuyễn ra. Mình chuẩn bị thêm một trứng gà, cả lòng trắng và lòng đỏ luôn, mình đánh tan để mình phết lên trên mặt bánh. Bột sau khi mình để nghỉ được 30 phút, cái bột nào cán đầu tiên thì mình sẽ mang mình nướng đầu tiên ha. Mình phết một cái lớp trứng lên đều hết trên cái mặt bột luôn. Sau khi phết trứng xong á, thì Diễm lấy một tí xíu phô mai, Diễm cho, mình đừng có cho nhiều ha, mình cho nhiều thì lúc mà mình để ớt chuông đù lên nó dễ bị tuột xuống. Tiếp theo mình cho 20 gram thịt nguội, ớt chuông đỏ thì mình cho khoảng 10 gram và cũng khoảng 10 gram ớt chuông xanh. Rồi hành lá thì mình cho khoảng 5 gram. Bắp thì mình cho khoảng 10 gram ha. Mình cứ trải đều ra thôi. Rồi mình lấy thêm phô mai đó, mình cho lên trên. Thì mỗi cái bánh này á, Diễm thấy mình cho 40 gram phô mai là vừa. Và mình mang bánh mình đi nướng. Thì nướng bánh mình luôn làm nóng cái lò nướng trước nha. Mình để bánh ở rãnh thứ hai của lò, từ dưới đếm lên. Và bánh này á, mình nướng ở nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F, hai lửa trên và dưới không bật quạt. Thời gian là khoảng từ 15 cho tới 18 phút. Quan trọng là mình canh bánh ha, mình thấy bánh nó vàng á, là mình lấy ra được.
mình đừng nướng lâu quá thì cái đế bánh nó giòn và nó hơi cháy. Nếu mà mình nướng ít quá thì cái phần bột bên trong nó chưa chín cũng không có ngon. Bánh này là Diễm nướng được 18 phút nè. Bánh khi vừa lấy ra thì mình thấy nó căng phồng và nó rất là mềm, nhưng sau đó nó sẽ hơi xẹp lại tí xíu. Cái vỏ bánh này thì nó hơi khác cái vỏ bánh pizza truyền thống nha. Mình để bánh khoảng 2 tới 3 phút là mình có thể ăn được. Khi ăn á, thì mình sẽ lấy tương cà chua nè, mình cho lên trên. Tiếp theo, mình lấy cái sốt dầu trứng đó, mình cho lên nữa. Nếu mà thích ăn béo nhiều thì mình cho nhiều. Rồi Diễm thấy á, mình nên lấy thêm một ít ớt chuông xanh, ớt chuông đỏ và bắp á, mình cho thêm lên. Tại vì khi mà mình nướng ớt chuông nó cũng chín á, nó không có còn cái độ tươi ngon. Mình cho thêm vậy vừa đẹp và mình ăn trúng nó giòn và nó tươi á, ngon lắm. Khi ăn á, tùy mình thích ha, mình có thể cầm nguyên một miếng như vậy mình ăn hoặc là mình cắt ra thành từng cái miếng nhỏ. Bánh này á, thì Diễm chưa được ăn trực tiếp ở ngoài, nhưng mà Diễm làm theo miêu tả của cô Liên Lê thì cô nói là cái vỏ bột á, thì nó mềm ha, nó xốp và cái nó xé được sợi như là bánh mì hoa cúc đó. Vì vậy Diễm sử dụng công thức bột này, Diễm thấy rất là giống như là cô miêu tả. Vỏ bột mềm, xốp và thơm lắm luôn. Đó, mình xé ra mình sẽ thấy, mặc dù bánh mỏng ha. Công thức bột này á, thì Diễm được một em chia sẻ cho Diễm lâu lắm rồi. Lúc đó em làm bánh mì hoa cúc á, rồi em thử thêm cái công thức bột này nữa. Nhưng mà công thức em chia sẻ thì lượng đường nó nhiều hơn. Và có dùng thêm bột phụ gia là 3 gram. Nhưng mà Diễm thấy á, mình không cần phụ gia luôn. Mà cái vỏ bánh nó vẫn mềm xốp lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những miếng bánh pizza thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.